Chào mừng em đã quay trở lại với Lotto Z. Mình là Minh Sơn và bên cạnh đây là anh Hoàng. Anh Hoàng có thể giới thiệu đôi chút về mình đâu ạ? Xin chào bạn, mình là Hoàng. Mình là một thủ cũng không chuyên nghiệp lắm. Mình chỉ hay thích trải nghiệm của bạn và các công nghệ. Dạ vâng. Nhưng sau cái quá trình tìm hiểu cũng như là nghiên cứu rất là kỹ thì anh đã chọn cho mình cái mẫu Acer Helios 300. Tầm mình hơn một chút là phiên bản 2020 vừa mới ra mắt. Về cấu hình hiện tại như trên bàn mình đang có ở đây, cấu hình Core i7 thế hệ 10, ta có màn 14 và card 2060. Và sau đây thì mình cùng anh Hoàng sẽ tiến hành unboxing chiếc máy này. Bắt đầu nhé. Mạnh tay lên. Không sợ sơn máy lắm. Mình cũng đang rất là đang muốn biết con Helios 2020 này có những điều gì mới. Rồi chúng ta lại có hộp nhá. Lại ok. Còn cái xin ạ. Đây. Ôi anh tâm. Ok. Mắc rồi. Rồi, cùng đến với nhận chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây. Đóng gói rất chắc chắn và cẩn thận. Đến từ Acer. Rồi, cảm ơn. Đây, mình có đi đủ sẵn. Có đi đủ. Ôi, còn thêm một cái siêu nhỏ nữa, cùng bóc này. Đấy là vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Acer Helios 300 phiên bản 2020. Chiếc bạn các bạn có thể thấy chiếc Acer Helios 300 của chúng ta phiên bản 2020 có khá nhiều là điểm cải tiến so với phiên bản 2019. Ví dụ như phần cách hiệu ở trên này cũng như những cái logo ở đằng sau không còn chữ Predator nữa. Với cấu hình rất mạnh ở thời điểm hiện tại và có thể đáp ứng tốt những nhu cầu của anh em. Và bây giờ mình sẽ hỏi một chút về cái cảm nghĩ cũng như cái phần trải nghiệm của anh Hoàng khi mà tiếp máy hệ shop. Anh có thể cho đi shop xin một chút cảm nghĩ của mình đâu ạ? Mình cảm thấy rất là choáng ngợp khi mà chiếc Helios 300 phiên bản 2020 này bước ra từ ba lớp hộp. Mình cảm thấy là rất chắc chắn cái sự hoàn thiện về cái khâu đóng gói của Acer rất là chắc chắn những cái phiên bản ở đây. Vâng. Cả thứ tiếp theo là mình rất là ấn tượng với thiết kế của chiếc Helios 300 này. Thì mình chỉ mong chờ đến cái lúc mà mình trải nghiệm với tựa game và Acer. Mình nghe chơi tựa game gì nhỉ? Mình là fan của Call of Duty Warzone. Wow, tựa game rất nặng. Anh có thể cho bên shop xin chút cảm nghĩ khi mà mua hàng tại shop được không ạ? Mình cảm thấy là tập đoàn Z có một sự tư vấn rất nhiệt tình. Bởi vì mình chỉ hỏi đúng một câu thôi nhưng mà tất cả mọi người đều trả lời hầu như là bất đăng lời cái câu hỏi của mình. Nên mình cảm thấy rất là hài lòng. Chất lượng dịch vụ của bên tập đoàn Z thì cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng. Và đi ra chắc tầm giá từ 35 đến 40 triệu anh em đang cần tìm những chiếc máy đời mới và cấu hình cao thì hãy đến ngay Lotto Z để trải nghiệm trực tiếp máy. Và như trong quá trình tìm hiểu anh em đã có những thắc mắc hay có những cái yêu cầu cần giải đáp thì anh em có thể qua trực tiếp hoặc qua những qua hotline lottoz.vn. Tiếp đến bên số đặc có rất nhiều những cái chương trình khuyến mãi cũng giảm giá trong đợt đầu tháng 10 này, hãy nhanh chóng đến Lotto Z. Xin chào anh em và anh em.